Sáng nay đang đi cắt cỏ cho heo, vô tình phát hiện ra một cái tổ chim, không biết chim gì, nó làm tổ ở trên cây cỏ luôn. Nãy tài thấy ba trứng. Các bạn thấy không? Đây là cây cỏ nha, nó làm khéo lắm, nó cuộn lại với nhau nè, nó cuộn lại với nhau. Ba trứng, giống như chim. Chim cu cu cơm vậy á. Trứng này nó to nghe. Hồi lâu tài thấy mấy cái trứng kia nó nhỏ, mà trứng này tài thấy nó to. Đó. Trứng nó to bằng bằng bồ câu luôn á. Bằng cái trứng bồ câu luôn. Trứng to kìa chứ. Chắc tài nghĩ chim này chim cu cơm á. Rồi mình để lại vị trí cũ, để có gì mình cho nó ấp ấp đi, rồi mai mốt mình theo dõi nó là cái gì. Thôi bây giờ mình về mình cho heo mình ăn. Cứ một buổi sáng tại cho heo mình ăn xe rùa nè, nó ăn thích thú lắm. Cái cỏ này nó to, cỏ này cái lá nó to. Heo của mình là nó ăn sạch luôn á. Cái chuồng heo của Tài nằm ngay chỗ kia, ở ngay cái bồn xanh xanh đó. Tài giới thiệu cho các bạn xem, xung quanh đây cỏ mọc um tùm à. Hiện tại giờ đang là 6:30 sáng. Đây là vườn của người ta nghe, nhưng mà mình xin người ta rồi, cứ qua lấy cỏ. Bên vườn của mình thì mình giữ chiến lược là nuôi cỏ. Nuôi cỏ là sao, mình dùng cái máy phát á, mình phát cho nó gọn xuống. Đó. Vườn bên Tài của Tài đó. Cỏ thì nó Tài khống chế bớt á, cho nên không nó không là nó mọc tùm như cái vườn bên đây nè. Thôi, xin chào các bạn nghe. Giờ Tài về, Tài cho heo của mình ăn cỏ đây. Nếu bạn yêu thích thì nhớ like, đăng ký, chia sẻ và bật cái chuông thông báo nghe các bạn. Tài cảm ơn các bạn rất là nhiều.